bài thật là đáng nhớ. Ok các bạn? Ok. Thế bài trình diễn này, đây là ca khúc mà sẽ phát hành trong năm nay. Chắc có thể là khoảng tháng 5. Thì Nguyễn Sơn. Ok, chỉ mới là demo thôi, nhưng mà sẽ đem ra để biểu diễn cho Thanh biết. Ok. Thì ca khúc này sẽ có sự hỗ trợ của anh Tú Wilson. Mời em. Cảm ơn anh.
chúng ta dành cho Sai Huỳnh và diễn viên Anh Tú Whistle tràng pháo tay thật là lớn được không các bạn? Vâng, và đây là ca khúc chuẩn bị ra mắt thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta đã được nghe trước rồi. Thì đến tham dự ngày hôm nay và ủng hộ cho fan meeting không chỉ có những anh chị là những người mà đứng sau lưng và ủng hộ tất cả các dự án của Lãnh Thanh và tất cả các bạn fan yêu dấu, thì chúng ta còn rất là vinh dự được chào đón diễn viên Long Thanh Nhã. Rồi, còn tí xíu nữa thì sau cái giờ giao lưu thì tất cả các bạn, nếu mà chúng ta có những muốn chụp ảnh lưu niệm thì chúng ta có thể nán lại và chúng ta chụp ảnh với lại các anh chị khách mời ngày hôm nay nha các bạn. Thật ra cũng không phải là khách mời đâu, ngày hôm nay thì hãy đến và cho anh biết anh đang